Đồ ăn Hàn Quốc mà mình thích nhất là món kim chi. Nên khi đến chợ Hàn Quốc đầu tiên, mình sẽ đến khu vực quầy kim chi trước để lựa chọn một hộp theo khẩu vị mà mình thích. Gia đình, mọi người khỏe không ạ? Hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2020 và bây giờ là 4 giờ chiều. Em đã đến nơi ở chợ Hàn Quốc, được gọi là Gallery Supermarket. Vì tình hình dịch Covid-19 nên mọi người phải giới hạn cho số người vào chợ. Và bây giờ mình đang đứng ở ngoài xếp hàng, trước mình là khoảng 20 người nữa. Và trời ở ngoài là -3 độ, rất là lạnh. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Cuối cùng mình cũng đã được và cái trước mắt mình là một bên là rau cải và hoa quả rất là tươi nha. Đó, bạn có thấy là orange là trái cam, cà chua, chanh, hành lá rất là tươi và bự nha. Và bên khúc kia là organic, là bán đồ nguyên chất, không phẩm màu, không quá chất. Và mình thấy được bên thịt gà đông lạnh thì rất có nghĩa là dịch. Và kế bên là gà thì mình thấy được là một con gà đen rất là lớn, giá là 21 đồng 3 sen. Đó, mình thấy gà đen rất là lớn so với chợ Tàu. Bây giờ mình đi xung quanh xem có gì để mua không. Dạ hả? Bên đây là 14 đồng 99. Tiếp theo là mình đến cái khu quầy bán cá sống mà người ta làm sạch hết mổ bụng nãy kia, mình giờ chỉ cần rửa và chiên lên hay làm cái món gì mà mình thích mà sạch sẽ lắm. Còn bên đây là có cá mắc cồ nè, cá hồi nè. Kế bên thì mình đi ngang qua quầy tàu hũ. Đúng là ở đây là thiên đường tàu hũ luôn, đủ loại, có tàu hũ nước đường nữa nè. Rồi ở dưới kế bên là đồ khô, cá cơm, tôm khô. Và bây giờ đến là khu của cửa hàng kim chi, quầy kim chi rất là nhiều đồ nha. Mà thấy nhiều người Hàn Quốc, người ta đến đa phần là mình thấy trong chợ này người Hàn Quốc không à. Ít có người Việt Nam mình đi chợ này lắm. Rồi bây giờ đến là đồ ăn sẵn. Hôm nay mình sẽ mua cái phần sweet and sour là gà, thịt gà người ta ướp làm chua ngọt. Nhưng mà khi mình ăn mình thấy cực kỳ cay luôn. Người ta đóng gói, mình chỉ cần mua chua vô thôi, rất là tiện nè. Đầy đủ đồ mặt hàng luôn. Tôm này 8 đồng 98 một bịch như thế này. Món ăn của người Hàn Quốc ngoài kim chi ra thì còn có món đặc trưng là gà gán. Ở trên hình thì có nhiều loại gà khác nhau và giá cả tùy theo sự cái nhu cầu của mình. Khu vực này là toàn đồ ăn nóng hết. Khi bạn có thể ăn
mua xong rồi có thể ăn, không cần phải hâm lại do lò vi sóng, rất là tiện. Rồi khẩu phần có lượng giá và dung lượng khoảng bao nhiêu ký, rồi bao nhiêu tiền, trên đây rất là tiện. Ở đây là có mực nữa nè, vừa có gà mà vừa có mực nữa, gà rút xương cũng có luôn. Ở dưới có bánh gạo tteokbokki nè, bên đây có bắp luộc, fried chicken leg, đó là đùi gà đó, bắp nướng sẵn hai trái bỏ trong bịch, giá là 4.48 đô thì khoảng gần 100.000 tiền Việt Nam đó. Mọi người vẫn phải giữ cái khoảng cách an toàn là 2 mét và đeo khẩu trang khi vào xung quanh chợ. Cái quầy tiếp theo mình quay là thiên đường về mì gói của Hàn Quốc nè các bạn. Mình rất là thích mì gói nước, cái bao bì màu đỏ đó rất là ngon nha, chua cay, mình ưa chuộng lắm. Đó là bên đây là bánh snack nè, đủ loại bánh luôn, giá cả thì người ta đề trên cái bảng giống như mình đi siêu thị ở Việt Nam vậy, rất là sạch sẽ luôn. Bên đây là hàng mỹ phẩm gồm có là mặt nạ, kem dưỡng trắng da, body lotion, bên kia nữa là dụng cụ cho nhà vệ sinh. Và phía này là khu vực ở trong plaza của chợ Hàn Quốc luôn. Ở hướng này là cái Central Travel, có nghĩa là chỗ bán vé máy bay, đổi vé máy bay, mọi dịch vụ về máy bay. Và bên cạnh là một cái nhà hàng fast food, đồ ăn Hàn Quốc. Có hình trên bảng, các bạn chỉ thích món nào các bạn chỉ vào thôi. Đó, kế bên cũng là đồ ăn Hàn Quốc, súp xương. Bên cạnh súp xương thì có mì đen, cháo, rồi canh kim chi, mì xào, miếng xào của Hàn Quốc, canh súp cay. Và bên đây cũng vậy, có mì nè, mì xào đầy đủ. Bán nước trái cây. Kế bên có 290 là bán bubble tea, đủ loại nước nha. Và kế bên lúc đầu mình tưởng cái này là cái chỗ phong thủy á, thì thấy bán mấy cái đá, nhưng mà thực sự là không phải, là bán giống thuốc bắc nè, xăm, những cái đồ cho sức khỏe. Bên cạnh thì có bán quần áo, đang mùa đông thì đa phần đồ là đồ len, áo khoác. Đây là tiệm bánh của Hàn Quốc. Bánh Red Bean Minsu có giá là 6 đô. Và bên cạnh là Rising Corn Stone 3 đồng 20. Và bánh này Canela Sweet Cookie. Big Butter Cream 7 đồng 7 đồng 20 thôi. Cái bánh này stick 5 đồng 80 cent là khoảng hơn 100 đồng. Rất là nhiều loại bánh khác nhau ha. Giá cả cũng khác nhau. Multi Ren 5 đồng 60 cent là khoảng 100 đồng. Là bán bánh kem dễ thương quá. Dạ đại gia đình, em xin kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây. Và đại gia đình, nếu mà có thích video của em
thì cho em xin một like và một đăng ký để em có nhiều động lực quay nhiều cảnh, nhiều chợ, những điều diễn ra ở Canada cho đại gia đình cùng xem. Cảm ơn đại gia đình nha. Chào đại gia đình.